Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khán giả, rất vinh dự cho chương trình khách mời văn nghệ sĩ của Đài Truyền hình Hưng Yên hôm nay được đón nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trước tiên thì tôi xin kính cẩn vái chào tất cả các bác, các anh, các chị. Rất cảm ơn các bác, các anh, các chị đã bỏ ra một quãng thời gian để đến với chúng tôi, hai anh em chúng tôi hôm nay. Và cũng rất cảm ơn các quý vị khán giả, những người đang xem chương trình truyền hình này ở tại mảnh đất Hưng Yên và ở khắp mọi bến bờ trên Tổ quốc cũng như trên thế giới. Vì bây giờ qua truyền hình cáp, qua kênh cáp là cái kênh của chúng ta, cái vẻ đẹp của người Hưng Yên chúng ta có thể đến với khắp nơi ở trên trái đất. Và xin cảm ơn các quý vị. Mời ngồi. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị khán giả, hôm nay trong chương trình văn nghệ sĩ, chúng tôi mời nhà thơ Trần Đăng Khoa và giao lưu với chủ đề là Trần Đăng Khoa, một nhà thơ xuất chúng, một người lo nhiều việc nước, việc dân. Thế và hôm nay một lần nữa thay mặt cho các đại biểu có mặt trong khán phòng, thay mặt cho khán giả Hưng Yên, rất cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã dành thời gian về giao lưu với khán giả truyền Hưng Yên Phú Yến. Thưa anh, thì câu đầu tiên xin anh bày tỏ cái tình cảm với Hưng Yên, vì thưa anh là Hưng Yên với Hải Hưng trước đây cùng chung một tỉnh. Thế và dân Hưng Yên cũng rất là tự hào vì có nhà thơ Trần Đăng Khoa là của Hải Hưng. Thế và bà con Hưng Yên là luôn dõi theo những cái bước đi công việc và rất nhiều cái sự kiện mà anh tham gia. Hôm nay thì xin mời anh cho đôi lời phát biểu cảm tưởng khi anh trở lại mảnh đất Hưng Yên Phú Yến lần này. Vâng, kính thưa các quý vị, tôi rất là hân hạnh được ngồi ở đây, nhất là ngồi bên cạnh đồng chí giám đốc cùng trang lứa với tôi nhưng mà lại trẻ hơn tôi và đẹp trai hơn tôi. Đấy. Tất nhiên anh ấy đẹp trai thì cũng đúng thôi, vì là con cháu của Trừ Đồng Tử. Trừ Đồng Tử là ghê lắm đấy, bởi vì nếu không đẹp trai, không có tài đặc biệt thì không thể chinh phục được công chúa Tiên Dung. Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Và qua đó thì tôi có thể nói rằng là đấy, người Hưng Yên chúng ta là cái tư duy rất mới, mới từ ngàn xưa cơ. Cho nên hồi đó là cô Tiên Dung nó đã gần như là xóa bỏ luôn cái giai cấp, không có chuyện giàu và nghèo. Vì thế mà một cô nàng rất xinh đẹp, lá ngọc cành vàng, mà để yêu mà anh chàng tứ cố vô thân. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng là chàng ấy cũng không thể là một cái anh chàng ất ơ được, mà phải rất đẹp trai và rất có tài mới chinh phục được một nàng công chúa tuyệt vời như thế. Cho nên tôi có thể nói rằng người Hưng Yên là Trừ Đồng Tử, con cháu của Trừ Đồng Tử, con cháu của Tiên Dung. Cho nên là có thể nói rằng là chính người Hưng Yên đã làm nên Hưng Yên. Tôi nghĩ rằng là có hai Hưng Yên. Một Hưng Yên ở chính mảnh đất này và một Hưng Yên ở nơi xa. Đấy là những người Hưng Yên mang Hưng Yên đi xa và làm nên những vẻ đẹp khác của Hưng Yên ở trên mọi miền của Tổ quốc chúng ta và ở trên cả nhiều bến bờ châu lục thế giới nữa. Có thể nói như vậy. Tôi thì rất là hạnh phúc vì là được sống, sinh ra trên mảnh đất Hải Hưng, Hưng Yên. Tôi gọi là Hải Hưng, Hưng Yên vì trước đây chúng ta là Hải Hưng. Đấy. Tôi đẻ ra ở bên bờ sông Kinh Thầy của đất Hải Dương. Nhưng mà tôi bắt đầu làm thơ, bắt đầu được mọi người biết đến, kể cả ở nước ngoài biết đến, ấy là thời chúng ta là Hải Hưng. Và như thế tức là tôi đã thở cái bầu khí quyển của cả cái vùng đồng bằng Bắc Bộ này, của cả Hải Hưng và Hưng Yên. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là tôi rất biết ơn cái mảnh đất này và tôi cũng coi đây như quê hương của tôi.
thực sự là như thế. Và tôi cũng đã nhiều lần về Hưng Yên, vì Hưng Yên thì chúng ta biết rồi, có rất nhiều ở lĩnh vực văn chương thôi, cũng có rất nhiều những nhà văn có tài, nhiều tên tuổi có thể nói rất vang dội trong nhiều lĩnh vực nữa. Đấy, kể cả âm nhạc, đấy, kể cả các loại hình nghệ thuật khác nữa, rất nổi tiếng. Và trong văn chương cũng thế. Anh Lê Lựu là người Hưng Yên. Ông Nguyễn Khải là người Hưng Yên. Chu Lai, Học Phi, người Hưng Yên cả. Rồi nhiều nữa, không thể kể hết được. Có những cái nhà văn người Hưng Yên ở các nơi xa mang theo Hưng Yên đi để làm nên những vẻ đẹp mới. Còn có những cái người thì bám trụ ở tại cái mảnh đất này, như là bác Lê Hồng Thiện ngồi đây này. Đấy, hay là bác Phúc Lai. Đấy, Phúc Lai cũng là một nhà văn rất là nổi tiếng. Đấy, phải nói là các anh ở bám trụ ở đây, nhưng mà tên tuổi thì lại quen thuộc với bạn đọc của cả nước, thậm chí của cả nước ngoài nữa. Cho nên là tôi có thể nói rằng là đấy chính là cái vẻ đẹp của Hưng Yên. Tôi thấy Hưng Yên phát triển cũng rất nhanh, và đặc biệt là giữ được sự êm đềm. Cho đến bây giờ tôi thấy là cái Hưng Yên, cái bầu khí quyển nó sạch lắm, trong lành, không bị cái hỗn tạp đấy của phố phường. Như là ở Hải Dương quê tôi, và đặc biệt là Hà Nội, Sài Gòn, đấy, nó rất là tĩnh lặng. Ở đây tôi cảm giác nó êm đềm, nó giống như nếu gọi là cái thành phố Hưng Yên ấy mà, nó giống như là một cái nàng công chúa, nó đúng ra đấy là một nàng tiên dung đang nửa thức nửa ngủ. Nó êm đềm như thế, nhưng cảm giác là nửa thức nửa ngủ. Nhưng mà ở một cái vùng có thể nói là không có nhiều may mắn như ở các địa phương khác, mà ở đây có thể nói là các đồng chí, các bác, các anh, các chị dựng lên được một cái thành phố êm đềm, phát triển như thế này mà rất trong lành về mặt khí hậu, về mặt gọi là cái bầu không khí ấy, nó chưa bị ô nhiễm, thì phải nói đấy đã là điều tuyệt vời của lãnh đạo đảng và chính quyền của Hưng Yên này. Và ở đây tôi cũng thể nói thực với các bác, anh, các chị thế này, là đây chúng ta cũng đã vươn lên rất nhiều. Ví dụ như là hiện nay có một cái địa điểm trên đất Hưng Yên của chúng ta thôi, nhưng mà rất đẹp. Ví dụ như Eco Park. Cái Eco Park bây giờ tôi qua tôi thấy đẹp lắm. Có lẽ là nó như là một cái đất châu Âu nào đấy. Hiện nay con gái tôi thì tôi cũng cho học ở Eco Park. Chứ bên cạnh đó cái trường quốc tế Efring ngay cạnh nhà, nhưng tôi lại không chọn đấy. Tôi chọn Eco Park. Tôi qua đấy rồi tôi thấy rất thích. Và tôi cũng rất mong ở đây chúng ta có được rất nhiều những cái điểm sáng như là Eco Park. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta tạo được cái sự đồng thuận. Đấy, tạo được cái sự đồng thuận của truyền thông đối với nhân dân. Làm sao mà xây dựng cái đó thì người dân người ta được hưởng cái gì? Đấy, xây dựng nhưng cuối cùng cái đích đến ấy, vẫn phải là dân cơ. Đấy, thì cái đó nếu chúng ta làm được cái đó thì tôi nghĩ là dân sẽ ủng hộ. Mà dân ủng hộ là chắc chắn chúng ta thắng. Tôi nghĩ là đây chính là cái tiềm năng rất lớn. Và chúng tôi hy vọng, rất hy vọng là cái Hưng Yên của chúng ta sẽ có những cái bước có thể nói là phát triển. Mà ở đấy có thể nói là có rất nhiều những cái bước đi ngoạn mục. Tôi về đây tôi thích Hưng Yên lắm. Tôi nói thật, tôi rất thích cái không khí tĩnh lặng như thế này. Nó rất là trong sạch, nó rất là cái bầu khí quyển nó êm lành. Thì đấy là một điều hạnh phúc. Và cái hồi mà khi tôi dựng cái kênh truyền hình đầu tiên ấy, hồi đó là tôi định về để vòi một cái lính của anh đấy. Hôm nay anh cũng đã đạo diễn cái chương trình này. Đấy là anh Xuân Quyến. Đấy, Xuân Quyến. Mời anh Xuân Quyến về đài VOV. Đấy. Tôi cũng còn cầu mong anh Xuân Quyến về, nhưng mà có lẽ do cái duyên thế nào đó. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi biết vì sao Xuân Quyến không muốn về Hà Nội rồi. Đến bây giờ, đến chính tôi còn muốn ở lại Hưng Yên. Vâng, vâng. Đấy, là như vậy, thực sự như vậy. Đấy. Vâng, xin cảm ơn anh đã dành nhiều tình cảm cho Hưng Yên. Nhân tiện thưa với nhà thơ Trần Đăng Khoa là Hải Hưng ngày xưa thì một tỉnh rất là giàu mạnh quân khu 3. Có thể Hải Hưng mình là nước tiếng của toàn quốc. Thế mà từ ngày chia tách tỉnh ra thì hai tỉnh cũng đều phát triển như anh nói là rất tốt. Cũng xin thông tin thêm với anh là về mặt thu nhập của Hưng Yên, thu thuế hàng năm anh ạ. Hưng Yên hơn 8.000 tỷ rồi.
vượt Thái Bình, vượt Nam Định, anh ạ, vượt Hà Nam, những Ninh Bình nữa, những tỉnh rất lớn mà Hưng Yên cũng đã vượt được như thế. Thì tôi nghĩ là trong mấy năm gần đây Hưng Yên phát triển rất tốt về mặt công nghiệp, thu thuế rất là tốt, và Hải Dương cũng như thế. Và hai tỉnh cũng đang có nhiều cái như anh nói để làm sao phát triển kinh tế xã hội. Và thưa anh là hôm nay ở đây thì có các rất nhiều bạn yêu thơ từ Văn Lâm, từ Yên Mỹ, từ Tiên Lữ, từ Khoái Châu về đây ngồi trong trường quay này. Và đặc biệt có rất nhiều các cháu ở trường trung học chuyên, lớp chuyên văn của trường trung học chuyên Hưng Yên, rồi lớp chuyên văn của trường Nguyễn Tất Thành, rồi các chiến sĩ bộ đội. Thì cũng bây giờ các bạn rất háo hức là ngày xưa anh chỉ 6-7 tuổi thôi đã làm cái tập thơ Góc Sân Khoảng Trời. Và các, chắc là các cháu em ấy rất biết, muốn biết là chú Khoa ngày xưa cái tầm 6-7-8 tuổi như vậy làm rất nhiều thơ hay như vậy. Thế thì bây giờ thì để cho tí nữa các cháu, chú đề nghị các cháu là có câu hỏi gì hoặc các thầy cô giáo muốn câu hỏi gì thì mời các cháu và các thầy cô giáo giao lưu gửi tới nhà thơ Trần Đăng Khoa. Và tôi xin lỗi hôm nay về dự may thì có các đồng chí chính ủy quân sự tỉnh Hưng Yên và rất nhiều chiến sĩ của lực lượng võ trang của tỉnh đã tới dự, và rất đông bạn yêu thơ để nghe tin anh đến, mà tiếc là hội trường chật cho nên không vào được hết, thì anh cũng thông cảm với điều kiện của cái hội trường. Thế bây giờ chú mời cái top ca nữ chúng ta hát bài là Hạt Gạo Làng Ta, và tôi cho đây là một những bài thơ hay nhất về cái nông thôn nông nghiệp Việt Nam. Hạt Gạo Làng Ta, thì bây giờ mời các cháu hát xong rồi nghe chú Khoa kể chuyện, chú sáng tác cái bài thơ Hạt Gạo Làng Ta cho các cháu nghe, rồi tất cả quý vị khán giả nghe ở đây.
Trở lại với bài thơ thì năm đó thì anh khoảng độ 11, 12 tuổi gì đấy. Mà tôi nghĩ đây là một bài hát có thể nói là hay nhất về hạt gạo, anh ạ. Hay nhất về nông thôn, nông nghiệp Việt Nam. Thì đúng là cái hạt gạo làm ra rất là vất vả. Có nắng tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những tháng xấu. Và khi mà cua ngoi lên bờ thì mẹ xuống cấy để chúng ta làm ra hạt lúa. Và những năm làm ra lúa như vậy thì bom đạn giặc Mỹ nó đánh phá nữa. Cho nên để làm ra hạt gạo rất là quý. Nhưng mà cũng... Và hạt gạo đấy nó lại ngon, là có hương sen trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Thế thì anh thử kể lại cho các cái quý vị khán giả cũng như các cháu ở đây nghe xem cái năm anh 11, 12 tuổi đấy. Anh làm sao mà anh lại có một quan sát nào đó để được có cái bài thơ Hạt gạo làng ta rất hay và có thể nói để đến bây giờ các cháu vẫn thích hát như vậy. Vâng, rất cảm ơn anh, cũng như cảm ơn các bác, các anh, các chị đã quan tâm đến bài thơ này. Bài thơ này thì tôi viết năm 1969. Năm mà tôi 11 tuổi, học lớp 5. Còn trước đó tôi bắt đầu tiên đến với văn chương thì vào năm học lớp 2. Học lớp 2 thì tôi bắt đầu có thơ đăng báo. Cho đến nay là vừa tròn 50 năm. Tức là bài thơ đầu tiên in trên báo là bài Ảnh Bác ra trên báo Văn Nghệ. Sau đó báo Nhân Dân in lại ở cái mục gọi là Nhi Đồng làm thơ. Đấy là bài Ảnh Bác. Thế thì và sau đó là một loạt bài khác nữa. Thì cái hồi đó thì tôi đến với văn chương hồn nhiên lắm. Nhiều người cứ bảo Trần Đăng Khoa là thần đồng, Trần Đăng Khoa là tài lắm, nhưng mà thực chất ra không ai hiểu cậu Khoa bằng tôi đâu. Tôi có thể nói thật với các bác, anh, các chị này. Tôi nói thật với các bác, anh, các chị là cậu Khoa không có tài cán gì cả. Cái điều này là tôi nói rất chân thành. Chứ đây không phải khiêm tốn hay là cái gì làm mẽ đâu, mà thực sự là thế. Tôi chỉ có mỗi một bí kíp thôi, mỗi một bí kíp làm nên tôi thôi, đó là đọc sách. Tôi may là có một người anh là nhà thơ Trần Nhuận Minh bây giờ đấy. Hồi đó ông ấy là một thầy giáo dạy ở Quảng Ninh, thì ông ấy rất mê văn chương, và đặc biệt là có bao nhiêu tiền ông dồn mua sách hết. Sách ông ấy để ở nhà, tủ sách lớn thì ông để nhà. Thế và đến hàng nửa năm thì ông ấy mới có được một ít sách, thì ông ấy thuê được một, nhờ được một chuyến xe tải. Vì ở Quảng Ninh về nhà tôi nó không tiện đường, hồi đó còn khó lắm, đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ cái xe tải thì về đến đổ sách ở ven đường quốc lộ 183. Mẹ tôi và chị gái tôi ra gánh về. Thì sau đó thì ông ấy chọn cái tủ sách, thì những cái cuốn sách nào mà vớ vẩn ấy thì ông ấy vứt đi, hoặc là bị gián nhập thì ông ấy loại bỏ. Thế này vì có cái sự loại bỏ mà tôi có một tủ sách con, nhưng mà trong đó thì đặc biệt là có cái tập thơ gọi là tập Tấm Lòng Chúng Em, thơ viết về Bác Hồ do anh Ngô Viết Dinh và anh Định Hải sưu tầm. Thì đến khi tôi đọc cái bài này, những bài này thì hóa ra đấy là thơ của trẻ con. Bài Nguyễn Bá Dậu chẳng hạn: Bác Hồ ơi, cháu là em bé phương xa, theo anh vệ quốc xa nhà đã lâu, vân vân. Bài này sau này có vào sách giáo khoa. Thì tôi nghĩ là hóa ra đây là thơ của trẻ con. Các bạn viết được thế này thì mình viết được. Thế là tôi viết ảo. Đấy, chỉ có đơn giản có thế thôi. Nếu không có cái Tấm Lòng Chúng Em đánh thức thì có lẽ tôi cũng không thành tôi bây giờ. Có thể sẽ thành một cậu Trần Đăng Khoa khác, nhưng không phải là như bây giờ. Và hồi đó thì tôi cũng xin thưa các bác, anh, các chị là học các chương trình học phổ thông thì nó đơn giản lắm. Đấy, không có cái gì là sâu sắc ghê gớm cả. Chủ yếu là những bài thiết thực. Tôi thuộc hết sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 9, lớp 10. Tôi thuộc hết, tôi thuộc nhiều lắm, kể cả văn xuôi. Đấy mà hồi đó cái hồi mà khi tôi viết những bài như này thì sách giáo khoa nó rất đơn giản. Đây là ví dụ văn xuôi này. Con chích chòe đậu xuống cành bưởi, nó hót một hồi dài như muốn đánh thức tâm dậy. Nhưng chích chòe nhầm rồi, hôm nay là ngày khai trường, tâm dậy sớm hơn cả chích chòe. Tâm mặc quần áo mới, tay xách chiếc cặp mới, mẹ đưa tâm đến trường, cô giáo tươi cười, đón em vào lớp học. Đấy là văn xuôi. Thế còn thơ thì kinh hơn nhiều. Con ruồi đậu ở chuồng phân, rồi bay đến đậu thức ăn vật dùng, mang theo hàng đống vi trùng, ăn vào ỉa chảy vô cùng nguy nan. Thức ăn phải đậy lồng bạt. Đấy. Xong dưới cái bài ấy là một cái ghi chú, một đoạn ghi nhớ là ghi nhớ cần phải diệt ruồi.
Đấy, cái bài học này chỉ có thế thôi, là dạy các em cần phải diệt ruồi. Rồi đêm qua hóng mát ngoài hiên, các anh bạn tí ngủ quên mắc màn, thế là họ hàng nhà mũi kéo sang, dương quải ra đốt, anh mang bệnh liền. Thế rồi sốt rét liên biên. Xong bên dưới có một cái ghi nhớ là khi đi ngủ cần phải nằm mát. Đấy, các bài học của chúng tôi ngày xưa chỉ có thế thôi. Nhưng mà sách thì không phải chỉ có thế. Hồi đó thì ông anh tôi đi dạy học ở Quảng Ninh ấy. Nhưng mà cái tủ sách ấy, ông ấy chọn cho tôi rất nhiều sách. Là Núi Đồi và Thảo Nguyên của Chingis Aitmatov, xuất bản năm 1962, nhà xuất bản Văn Học. Thế giờ Đỏ và Đen Tăng Đan. Rồi Bì Vỏ của Nguyên Hồng, Dông Tố của Vũ Trọng Phụng. Đấy, Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Rồi là Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh. Tôi đọc tôi thấy hay quá, tuyệt vời quá. Thế là từ đấy mở ra cho tôi một cái gì đó, một cái gì đó rất mới mẻ ở ngoài cái lũy tre làng. Và thế là bắt đầu tôi làm thơ theo. Tôi cũng cứ bắt chước thôi. Đấy. Đầu chọc lông lốc là cái bình vôi, mồm rộng loe môi là cái thìa ốc, đôi chân sắm mốc là con vịt trời. Tôi cũng hay nói ở Mỹ là con vịt bầu, hay hỏi đâu đâu là con chó vẹn, hay trăng dây điện là con nhện con, vân vân. Đấy. Thế rồi là bác Tô Hữu có cái tập thơ gọi là Từ Ấy, thế tôi cũng có Từ Góc Sân Nhà Em. Bác Tô Hữu có góc sân, có Từ Ấy và Việt Bắc, thì tôi có Góc Sân và Khoảng Trời. Đấy. Góc sân là cái nơi ta bắt đầu chập chững những bước đầu tiên, khoảng trời là cái đích cao rộng mà ta cần phải vươn tới. Ai cũng có một góc sân và một khoảng trời. Nhưng hồi đó tôi chỉ muốn nói với các bác rằng là hoàn toàn là học thôi, đọc sách thôi. Còn cái bài bài Hạt Gạo Làng Ta thì viết khi đó thì tôi có thể nói là đã thạo nghề lắm rồi. Đấy, cho nên cái bài này là bài mà đặc biệt là bài này được bác Xuân Diệu, bác cái đọc và bác cái mắng. Xuân Diệu chưa bao giờ khen tôi trước mặt tôi cả. Chưa bao giờ. Ông chỉ có mắng mỏ. Cái bài Hạt Gạo Làng Ta này cũng thế. Thoạt đầu tôi viết Hạt Gạo Làng Ta có vị phù sa của sông Kinh Tày, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Nguyên bản là như thế. Nhưng mà đến khi in thì một bác lại chữa cho thành là có lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Thế thì cái ngọt bùi hôm nay ấy là thơ của bác biên tập chứ không phải của tôi. Đấy, sau này thành bài hát mà bác Trần viết Bính Phổ cũng là ngọt bùi hôm nay. Chứ nguyên của tôi là ngọt bùi đắng cay. Vì làm ra hạt gạo cay đắng lắm. Nhất là trong những năm chống Mỹ. Cái đó phụ thuộc vào thời tiết. Tôi còn viết sau này còn nhiều đoạn nữa. Ví dụ như là còn có đoạn còn dở hơi vô cùng. Ví dụ như Hạt Gạo Làng Ta làm ra trận thắng rồi là gửi về muôn phương, làm nên chiến trường, làm nên niềm vui. Các cô, các bác đừng để gạo rơi. Không, bác Xuân Diệu, bác vào mắng và là và thôi, hạt gạo quý rồi, chúng tôi biết rồi, không phải là ông trẻ dạy chúng tôi là phải giữ gìn cái hạt gạo, đừng để gạo rơi, chúng tôi biết rồi. Thế tôi hoảng quá, tôi cắt cái đó đi. Tôi thay bằng cái đoạn mà trẻ con còn tham gia cái làm ra lúa. Vì làm ra hạt gạo rất vất vả, mà trông vào những người có sức khỏe. Nhưng bây giờ thì đàn ông ra trận hết rồi, những năm cây súng theo người đi xa. Tất cả công việc nó dồn hết vào vai phụ nữ và trẻ con. Mà phụ nữ và trẻ con lại vừa sản xuất lúa, lại vừa phải đánh giặc nữa cơ. Cho bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông là như vậy. Hay là nóng đến mức mà những trưa tháng 6 nước như ai nấu chết cả các cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Cái cá cờ nó loại cá xí, bé tí, gọi là con xí cờ ấy. Nó bé tí ra này như vậy, nó rất cứng. Và cái con cá này nó sống ở nước ruộng. Và nước ruộng thì xin thưa với các bác nó rất khắc nghiệt. Vì nó nông trong cái khoảng chỉ một gang nước này thôi. Cho mùa hạ thì nó nóng và mùa đông thì nó lạnh. Chứ nếu như ở dưới ao thì khi mùa hạ đấy thì rất là mát. Và mùa đông thì nó lại ấm. Đấy, dưới bên dưới nó ấm lắm. Sáng là nước cứ bốc hơi ngùi ngụt ở trên ao bèo cơ mà. Đấy cho nên là cái con cá cò là con cá nó chịu được cái thời tiết khắc nghiệt. Vậy nó rất cứng. Chứ ba sách giáo khoa là giải thích rằng là đấy là cái con cá mà đuôi nó vẫy như lá cờ, nên gọi là cá cờ. Thì không phải hái. Đấy, đây là nó loại cá cờ, cá bé tí bằng cái ngón tay này. Nhưng mà sức sống rất dài.
Thế mà cái con cái không sống nổi, con cua cũng không sống nổi, phải bò lên. Mà bà mẹ có phải là cua là cá đâu, mà lại nhào xuống cấy trong cái lúc như thế. Một cái cảnh đối ngược, nhưng mà rất là vất vả. Giờ hạt gạo làng ta thì gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa. Thế phương xa là đâu? Có phải là cái câu thơ viết để cho nó có vần không? Cho nó đầy đủ không? Thì không phải. Phương xa đó chính là Lào và Campuchia. Đấy. Chúng ta còn nuôi cả Lào và Campuchia đánh giặc nữa. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa. Đấy, và em vui em hát. Hạt vàng làng ta. Bây giờ không còn là hạt gạo nữa, thành hạt vàng rồi. Còn có một cái đoạn cuối nữa, tôi viết là em ăn hạt gạo thấy lòng vui rồi, là thấy ngày sum họp Bắc Nam một nhà. Đấy, rồi em vui em hát hạt vàng làng ta, sau đó ôm đồm quá, tôi lại cắt đi. Thế vì bác Xuân Diệu bác cứ góp ý, cho nên là tôi mới đề là kính tặng chú Xuân Diệu là như vậy. Đấy là vì có sự góp ý của nhà thơ Xuân Diệu. Xin mời các thầy cô giáo và các cháu có cái giao lưu hoặc là trao đổi với nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ừ, mời cháu. Dạ, chào bác. Cháu là Nguyễn Thị U Trang, cháu đến từ lớp 10 văn trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên ạ. Cháu có một câu hỏi muốn đặt ra cho bác là khi mà đọc thơ của bác, cháu có nhận thấy bác có một tình yêu với cả biển đảo. Vậy thì bác có thể chia sẻ cho chúng cháu một vài kỷ niệm về nơi đây được không ạ? Cái biển đảo thì có thể nói là ở đây có rất nhiều bác bộ đội, thì có thể nói là biển đảo đang là cái vấn đề mà căng thẳng nhất đối với chúng ta hiện nay. Và tôi thì ra Trường Sa từ năm 76, khi đó tức là chúng ta vừa giải phóng Trường Sa xong thì chúng tôi đã ra rồi. Và hồi đó là đảo nó hoang sơ lắm, đến mức mà chim bay dập trời, chim nó không biết người là gì. Thành ra là người nằm thì chim là chui vào trong chăn, đẻ vào đấy một quả trứng. Đấy là như vậy. Chim cứ tưởng người là một cái con chim cánh cụt ở đâu đó về rồi. Và ở đấy có những hòn đảo nó bé lắm. Nó bé tí ấy. Bé đến mức mà thủy triều dâng lên thì nó chỉ còn có một chút thế này. Đấy. Thế cho nên là hồi đó mà tôi đã đi cùng với Tư lệnh Giáp Văn Cương ra hòn đảo. Đấy, thì mà hồi đó cũng phải công nhận là tướng Cương là người rất hay. Cho nên ông là hòa nhã với lính lắm. Lính cũng gặp ông. Và sau đó thì tướng Cương cũng nói rất là chân thành. Là các cậu có mong gì, có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với mình. Để mà mình sẽ đáp ứng. Có một cậu lính bảo thế này. Ở đây chúng con quen hết rồi. Địch nào cũng chúng con cũng thắng được. Nhưng mà con chỉ xin bố là bận sau ra đây. Bố mang theo cho chúng con một vài cô gái. Em bảo các cậu để làm gì? Nghe văn công à? Bảo không. Chúng con chỉ cần các cô ấy mặc cái áo phin trắng, cái cần quần đen, các cô ấy đi tha thướt ở trên đảo để chúng con ngắm, chúng con chỉnh mắt. Trên mắt chúng con thì bố thấy đấy, sang vành hết cả rồi. Đấy, và sau đó thì xin thưa các bác, các anh, các chị là có hòn đảo nó bé tí ấy. Cho nên là tướng Cương bảo là các cậu ở đây thì vất vả rồi, nhưng mà anh ấy bảo là bây giờ tốt hơn hết bố ạ, là bố cứ cho con mượn một cái xẻng để con ngụy trang, con giấu đảo. Chỉ 30 phút là con giấu được cái hòn đảo này thôi. Kẻ thù không bao giờ có thể nhìn thấy được. Đấy. Thế ông bảo thế cậu giấu bằng cách nào? Bảo lấy cái xẻng xúc cát đổ xuống biển. 30 phút là hết đảo. Thế thì sau đó thì không ai như tướng Cương. Nếu như mà chúng ta không hiểu lính ấy, phê phán tại sao lại như thế, tư tưởng ở đâu, đấy các thứ như nào, thì không ổn. Đấy, là không hiểu lính đâu, không ai như tướng Cương. Ông về tàu, ông lấy cái xẻng xúc cơm, ông tặng luôn. Mà đây, tớ tặng cậu để cậu giấu đảo, không phải cho mượn, tặng luôn cậu. Và hôm sau ông vào đảo, thì ông ngạc nhiên khi thấy các anh lính này chân trùng trục, đang hì hụi. Bên mép đá san hô. Không phải là anh ấy xúc cát, anh ấy đổ xuống biển, mà anh ấy lại bày từng cái viên đá như thế để anh ấy đắp xung quanh cái chân sóng, cái chân cát ấy, để cho đảo nó khỏi nó cát nó khỏi bay đi. Tướng Cương hỏi là các cậu làm gì, giấu đảo à? Thì anh ấy nói một câu rất là cảm động: không,
báo cáo bố đây là chúng con đang mở mang bờ cõi ạ. Mà đúng ra là chúng con đang buông neo để cho Tổ quốc khỏi bị trôi giạt. Thì những cái đối thoại như thế tôi có thể nói là hay vô cùng. Tôi viết rất nhiều về Trường Sa, viết rất nhiều, hát về hòn đảo chìm, đặc biệt là trong đó có hòn đảo chìm. Hòn đảo nó chưa có cái gì cả, còn chìm nghỉm ở dưới nước. Đấy, đến mức như thế. Và những người lính đã canh giữ ở đấy rồi. Người ta bảo là phải 300 năm nữa cái hòn đảo mới nhô lên. Thế bây giờ lính đã ở trên đó, canh giữ cái hòn đảo đó rồi. Tôi viết rất nhiều bài thơ này. Anh ra khơi, mây treo ngang trời, những cánh buồm trắng. Phú chia tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào, em lại dịu êm. Em vừa lắng câu chi, em vừa nói câu chi, rồi mỉm cười lặng lẽ. Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía, biển một bên và em một bên. Đây là bài thơ tình người lính biển. Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thì tôi xin mời là một ca sĩ sẽ hát cái bài thư tình người lính biển mà anh Trần Đăng Khoa vừa đọc. Chia tay anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên. Biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lăn sóng từ hai phía. Biển một bên và em một bên, cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thầm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi. Biển một bên và em một bên, đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng, biển một bên và em một bên, cho dẫu mai kia thôi không còn biển nữa, không có em yêu anh chỉ còn với cỏ. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ, biển một bên và em một bên, biển một bên và em một bên. Khi chia tay
anh dạo trên bến cảng, biển một bên và em một bên, biển ồn ào em lại dịu êm, anh như con tàu lăn sóng từ hai phía, biển một bên. Anh đèn thành phố, anh đến buông neo nơi thăm thăm ánh sao trời, anh vẫn thấy đời không lẻ loi, biển một bên. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người. Anh đứng gác trời khuya đào vắng, không còn biển nữa, không có em yêu, anh chỉ còn với con. Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên. Rất là cảm ơn em. Em đã hát rất hay cái ca khúc này. Và đặc biệt là cái tấm áo yếm của em làm cho tôi rất là nhớ cái thời trẻ của tôi đã có mặt trên cái quần đảo này. Trong cái bài thơ này thì vừa viết về tình yêu, vừa viết về sự hy sinh của người lính biển. Dẫu mai sau không còn biển nữa, và chỉ có anh với cỏ thôi. Thế nhưng mà thực ra với người lính biển thì không có cỏ đâu. Ở Trường Sa những ngôi mộ làm gì có cỏ, cỏ không mọc được. Còn nhiều người lính thì hy sinh ở trên biển ấy, đến nay không thể tìm được hài cốt. Cho nên tôi có một cái đoạn viết rằng là không có cái chết nào dữ dội như cái chết của người lính biển. Cho dù chỉ còn một khúc xương thì cái khúc xương ấy vẫn còn tiếp tục vật lộn với sóng gió, không bao giờ yên. Người ta phải chết thì mồi yên mà đẹp, chứ với người lính hải quân cũng không phải như thế. Và tôi cho rằng cái Trường Sa, Hoàng Sa là vùng đất thiêng liêng, và cũng là vùng đất có thể nói rằng là mỏng manh nhất. Và nếu Việt Nam có cái biến động gì thì sẽ bắt đầu từ cái quần đảo bão tố này, phải nói như vậy. Và chúng ta đã từng có những cái cột mốc xây bằng sắt thép xi măng, và chúng ta lại còn có những cái cột mốc bằng máu xương của cha ông chúng ta. Những câu ca dao như Hoàng Sa đấy, ra đi sóng gió trùng trùng mà người đi thì khó, thì có mà không thấy về đấy. Đấy là những cái cột mốc để xác định chủ quyền của chúng ta. Và lại còn có một cột mốc nữa rất đặc biệt, đó là những bài hát, đó là những bài thơ, đó là những cái chuyện ngắn viết về cái quần đảo của chúng ta. Và với những cái nhà thơ, nhà văn có tài năng ấy, thì cái cột mốc đó có thể nó sẽ bền vững đến muôn đời. Thì chúng ta có rất nhiều các nhà thơ, nhà văn đã cắm cái cột mốc như vậy cho Trường Sa. Và tôi cũng xin thưa các bác, các anh, các chị là không có nơi nào mà người chết trận nhiều như ở Việt Nam. Ở làng nào cũng có nghĩa trang liệt sĩ, ở đâu cũng có nghĩa trang liệt sĩ, gia đình nào dường như
cũng có tấm bằng tổ quốc ghi công. Và tôi cũng đã có một lần mà đi tháp tùng Chủ tịch Nguyễn Minh Chiết ấy, vào Nghĩa Trang Quảng Trị. Lần đầu tiên Chủ tịch đi bằng xe hỏa, tàu hỏa. Và dọc hai bên đường thì hành lang là hát những ca khúc của lính trận. Và Chủ tịch là ăn cơm nắm, ăn muối vừng, ăn uống cái nước gạo rang như lính. Và đến khi Đông Hà, đến khi cửa Việt, khi mà Chủ tịch nước lội xuống, thả cái vòng hoa xuống cái con sông Thạch Hãn ấy, thì nhói lên ở hai bên bờ là một cái bài hát đỏ lên Thạch Hãn xin chào nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi vỗ ngàn năm. Thì lúc ấy tôi mới nhận ra rằng hóa ra cái con sông trong buốt như nước mắt ấy, hóa ra đấy là cái nghĩa trang bằng nước. Và khi ra Biển Đông trước khi vào Trường Sa thì chúng tôi cũng lại thả những cái vòng hoa xuống Biển Đông để tưởng nhớ những người đã khuất. Thì chúng tôi cũng lại nhận ra rằng hóa ra cả cái Biển Đông ấy cũng là một cái nghĩa trang bằng nước. Có thể nói như vậy. Và bây giờ gần đây chúng ta mới nhìn thấy những cái thước phim chắc là của kẻ thù đã quay về 64 chiến sĩ trên đảo Gạc Ma đã chiến đấu dũng cảm như thế nào. Phải nói là họ không có một cái không còn một mảnh đạn, không còn một khẩu súng ở trong tay, và họ đã lấy cái lá cờ của Tổ quốc ấy quấn lên thân mình để mà nhận những cái viên đạn, đỡ những cái viên đạn của kẻ thù. Và phải nói đấy là cái thước phim rất, phải nói là rất là hùng vĩ. Sau này tôi thấy 64 chiến sĩ của chúng ta ở trên đảo Gạc Ma, hiện hình của 64 anh trỗi trong những cái giây phút mà có thể nói là thiêng liêng nhất. Cho nên thưa các bác, anh, các chị, tôi rất là cầu mong làm sao 64 tỉnh thành của chúng ta, trong đó có cả Hải Dương, Hưng Yên, là làm sao có được những cái con đường mang tên một trong những người chiến sĩ ở trên cái đảo Gạc Ma này. 64 tỉnh thành nên có những cái con đường mà ghi tên đủ 64 các chiến sĩ đã hy sinh ở đấy để ghi nhớ lại cái hình ảnh của các anh. Và tôi cũng rất mong là làm sao cái ngày 27 tháng 7 ấy, làm sao mà vào đúng 9 giờ 9 phút thì ngày 27 tháng 7 thì tất cả các ngôi chùa, các nhà thờ đều gióng lên cái tiếng chuông để mà tưởng niệm những cái người liệt sĩ. Đấy, để luôn luôn nhớ ơn những cái người đã hy sinh vì Tổ quốc của chúng ta. Tôi rất mong như thế. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, nhà thơ Trần Đăng Khoa rất xúc động khi nói về Trường Sa và Hoàng Sa. Và như các quý vị khán giả đã biết, Trường Sa, Hoàng Sa từng là đất thiêng liêng của Việt Nam. Mấy trăm năm trước thì ông cha ông ta từng cai quản Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng mà Hoàng Sa thì đã bị Trung Quốc chiếm năm 74. Thế và sau này thì một phần Trường Sa cũng bị Trung Quốc đang chiếm. Thế và như tôi đã nói ban đầu, nếu như khoảng năm 68, anh Trần Đăng Khoa đã khắc họa được cái làng quê Việt Nam qua cái hạt gạo làng ta, thì năm 78, 79, anh Trần Đăng Khoa cũng là một người khẳng định cái chủ quyền biển đảo của chúng ta từ Hoàng Sa, Trường Sa. Với một loạt cái sáng tác thơ, rồi ca khúc, rồi cái tiểu thuyết Đảo Chìm của anh Trần Đăng Khoa, chúng tôi đánh giá rất cao cái khả năng dự báo. Vì quý vị khán giả biết là Biển Đông chúng ta nghe thì xa xôi, nhưng mà thực ra với Việt Nam mình gần gũi lắm. Đến một cái ao rất lớn, có rất nhiều cá, rất nhiều muối, rất nhiều năng lượng, rất nhiều thủy sản ở đấy. Và ông cha ông ta mấy trăm năm trước được cai quản, được bảo vệ và được thỏa sức đánh cá trên vùng biển này. Nhưng bây giờ đang bị nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc đang có những cái hành vi lấn chiếm, như chiếm Biển Đông như vậy. Thì đây là, như vậy là năm 78, anh Khoa đã viết một loạt thơ về Trường Sa. Thì tôi nghĩ là đây là những cảnh báo, những cái dự báo mà làm sao chúng ta phải bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Một cái Biển Đông vô cùng giàu có đối với nước Việt Nam mình. Cho nên chúng tôi đánh giá rất cao về những cái tác phẩm của anh Khoa những năm đó, những năm 78, cách đây hơn 30 năm mà đã nêu được nhiều vấn đề như vậy, chúng tôi đánh giá rất là cao. Để tiếp theo mạch thơ này thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ nghe một nghệ sĩ ngâm một bài thơ của anh Trần Đăng Khoa. Và trong cái kết cái bài thơ này thì anh Khoa nói là bóng người lính chùm lên cái hòn đảo Chìm, cái đảo ngoài Trường Sa đấy. Thì bóng người lính chùm xuống, và như Khoa nói là rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh ở ngoài đó rồi. Thế và cái việc bảo vệ biển đảo là cái nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả con dân Việt Nam.
để chúng ta có biển, có đảo không bị mất đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái mạch những cái sáng tác của anh Trần Đăng Khoa về biển đảo. Thì mời các bạn nghe bài thơ Đồng đội tôi trên đảo thuyền trài. Lều bạt chung chiêng giữa nước giữa trời, đến một cái gai cũng không sống được. Sớm mở mắt nắng lùa, ngun ngút đêm trong lều như trôi trong mây. Những con chim kỳ quái thấy hơi người, mừng rỡ quá cánh bay như bão thốc. Chỉ tiếng cánh chim bay quanh lều nghe đã căng nhức óc. Xuôi tắm dưới chân sàn, bóng mập lượn vòng quanh. Đào tự giấu mình trong màu nước lam xanh, cái giọt máu thiêng dưới ngầu ngầu bọt sông. Tổ quốc ơi, tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống, bóng chúng tôi chùm khắp đảo. Thưa anh Khoa với các quý vị khán giả, là thời lượng chương trình khách mời văn nghệ sĩ chúng ta cũng đã đến hồi kết thúc. Một lần nữa thì thay mặt cho khán giả của tỉnh Hưng Yên, thay mặt cho quý vị đại biểu có mặt trong khán phòng, kính chúc anh Khoa sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều đóng góp xuất sắc hơn nữa cho cái nền văn học nước nhà. Và rất mong được anh trở lại thăm Phú Yên một lần nữa, chứng kiến được những cái điều phát triển của Hưng Yên trong thời gian tới. Vâng, tôi rất cảm ơn các bác, các anh, các chị đã đến với tôi hôm nay. Và đặc biệt rất cảm ơn các bác, anh, các chị theo dõi cái chương trình này trên truyền hình. Và mặc dù tôi ít có điều kiện về được Hưng Yên, nhưng tôi vẫn theo dõi các bác từng ngày qua chương trình truyền hình của chúng ta. Truyền hình của Hưng Yên thì rất phong phú. Cảm ơn các bác, anh, các chị.